Đài truyền hình SBTN hân hạnh giới thiệu CD Anh không chết đâu em. CD gồm 13 ca khúc, viết về các sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Quý vị có thể đặt mua CD từ bây giờ trên trang nhà sbtnhomeshopping.com hoặc gọi 888-500-2018 hoặc gửi chi phiếu về địa chỉ PO Box 127 Garden Grove CA 92842. Giá CD chỉ có $10 và $5 tiền cước phí. Để tưởng niệm 46 năm tị nạn cộng sản của hàng triệu người dân Việt Nam, đài truyền hình SBTN sẽ có các chương trình như sau. 40 năm nhìn lại, phát vào thứ Hai, giờ phát 6:30 sáng, 11:30 trưa, 4:30 chiều và 8:00 tối, bắt đầu từ thứ Hai ngày 5 tháng 4 năm 2021. Tị nạn Việt Nam phát vào thứ Bảy, giờ phát là 9:00 sáng, 3:00 chiều và 9:30 tối, bắt đầu từ ngày thứ Bảy, ngày 10 tháng 4 năm 2021. Phim Vượt Sóng phát vào ngày thứ Sáu, 30 tháng 4 năm 2021, lúc 8:30 tối và phát lại vào thứ Bảy, ngày 1 tháng 5 năm 2021, lúc 1:30 chiều. Tất cả sẽ phát theo giờ California. Giáng Ngọc trân trọng kính chào quý vị khán giả của đài truyền hình SBTN trong chương trình Giáng Ngọc Show ngày hôm nay. Và thưa quý vị, văn nghệ vẫn là một trong những món ăn tinh thần của tất cả chúng ta, dù là trong những cái khoảng thời gian dịch bệnh vừa qua, nhưng mà với SBTN thì vẫn tiếp tục để mà mình duy trì những cái món ăn tinh thần đến cho tất cả quý vị khán giả. Và một trong những cuốn CD đã được SBTN phát hành rộng rãi khắp nơi, mong là tất cả các cô chú và các anh chị chúng ta cũng ủng hộ, đó là cuốn CD mang chủ đề Anh không chết đâu em. Và với cuốn CD này gồm 13 tác phẩm, toàn là những tác phẩm về những nói lên những câu oai hùng của những người lính Việt Nam Cộng Hòa, thì mong là quý vị và các anh chị sẽ ủng hộ và gọi thẳng với SBTN để mà order cuốn CD này. Và bây giờ thì trở lại với chương trình Giáng Ngọc Show, thì quý vị, một trong những ca sĩ trẻ mà quý vị cũng đã thấy, anh cũng là một người rất là đam mê trong nghề, đặc biệt nếu quý vị nào ở tại quận Cam thì cũng biết một số những cái sinh hoạt của anh. Ngoài vấn đề ca hát ra thì anh còn làm cho những đài truyền hình, những cái chương trình TV, đọc tin tức, rồi làm những cái chương trình về một số những cái sản phẩm để mình nói. Cho nên đây cũng là một cái người nhìn ở ngoài thì rất nhút nhát, nhưng mà thật sự lên TV thì không nhút nhát tí nào. Đó là ca sĩ Ngô Khải Anh. Nhưng không, rất vui để được đón chào em, Ngô Khải Anh. Dạ vâng, em xin chào chị. Và Ngô Khải Anh xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả thân thương đang xem chương trình Giáng Học Show ngày hôm nay. Và một lần nữa thì Ngô Khải Anh rất là may mắn cũng như rất là vui và hãnh diện được trở lại với chương trình Giáng Học Show ngày hôm nay. Dạ, thưa quý vị, sau một cái lần mà Giáng Ngọc tâm tình cùng với Ngô Khải Anh thì sau đó thì cái dịch bệnh ở tại quận Cam này, đúng phải rồi, nói nó tăng lên khá là nhiều, cho nên hầu như ai cũng lo sợ và ai cũng nhìn nhau bằng một ánh mắt rất là dè chừng. Dạ đúng rồi. Chưa bao giờ mà mình thấy cái đời sống mình nó đúng kỳ rồi cục như vậy luôn. Dạ. Ngày xưa đó, khi mà em có để ý không, khi mà mình được đi ra ngoài đường để đúng mà rồi mình gặp nhau, thì cái điều đầu tiên nhất là mình gặp người thân là mình có cái thói quen là mình trời ơi khỏe hết không, là mình ôm nhau, tại vì dạ, mới rồi một cái tình thân thương, tự nhiên cái khoảng thời gian đó cái không ai dám đụng tới ai hết. Dạ đúng rồi.
mà mình thấy tự nhiên thấy nó xa lạ nhau. Xa lạ với là có những người mình không có được gặp thời gian rất là đúng lâu. Rồi, dạ đúng rồi. Yeah. Nên rất là, thật sự rất là nhớ, rất là nhớ. Nhưng mà nhiều khi mình tới nhà người ta cũng ngại. Rồi nhân từ cái đó mình có khoảng cách. Tại vì mình cũng sợ người ta sợ mình nữa. Dạ đúng rồi. Nhất là trong cái thời cao điểm nữa. Đúng rồi. Bây đúng giờ thì nói chung mọi người ở Mỹ thì đều được chích vaccine gần hết rồi. Nên hy vọng là cuộc sống sẽ sớm. Em đã được chích chưa? Dạ em được chích một mũi rồi. Còn 15 này được chích mũi thứ hai. Dạ. Và hầu như là những người mà các anh chị làm trong đài TV thì cũng đã được chích hết rồi. Thành ra cái đó cũng là một trong những cái điều mà mọi người cũng đỡ lo sợ nhiều hơn. Dạ đúng rồi. Nhưng mà cũng phải cẩn thận nha quý vị. Dạ đúng rồi. Bây giờ thì sau cái khoảng thời gian đó thì cái lúc trong cái thời điểm đó thì những cái sinh hoạt của em nó có bị ngưng trệ hay là nó bị thay đổi gì không? À thì thật sự là cái công việc ca hát đó, như cuối tuần thì em chị Ngọc với lại tất cả anh chị em nghệ sĩ hầu như nằm ai nhà ngoài là không nằm ở nhà nằm ở nhà hoặc nằm ngủ ở nhà có như hát ở nhà. Rồi nói chung là em thì cái công việc ngày thường vẫn là làm ở đài truyền hình nên em vẫn làm từ thứ hai tới thứ sáu bình thường, còn thứ bảy chủ nhật thì trước đây là bận đi show bay show hoặc là tham gia chương trình này nọ, mà bây giờ thì ở nhà thôi, hoặc lâu lâu thì gặp những người bạn giống như là quen mà kiểu như là cũng không có bị sợ, không có sợ bệnh lắm ấy. Dạ. Tức là mình cũng có một số anh chị, có một số những cái nhóm bạn thân quen, dạ, đúng thì rồi. Họ cũng đều có gia đình, có con cái, có cha mẹ và cũng họ ít đi đâu thì thành ra cái chỉ có gặp nhiều đó thôi, không có đi gặp hơn những người khác thì thì vẫn ok. Ít ra mình cũng có tạo một tìm một cái niềm vui riêng trong những cái thời gian dịch bệnh như vậy. Vậy thì cũng may mắn cho em là vì dù là không được đi show nhưng mà cũng được gặp khán giả, được nhìn máy quay là tự nhiên thấy cũng là còn trong nghề. Thật sự rất là hạnh phúc. Giống như là nếu mà mình không được, nếu mà đã không đi hát còn không được nhìn camera nữa thì chắc là buồn hơn chị Ngọc ha. Nên hôm nay là được trở lại show Giáng Ngọc là em rất là vui, cũng như là nãy ngồi dưới theo dõi chị Ngọc phỏng vấn cũng như là coi ở trên TV thì rất là vui, tại vì thấy cuộc sống được trở lại bình thường hơn. Và cái đó là một cái điều mà ai cũng cảm thấy rất là hạnh phúc, thì hy vọng là show sẽ được mở trở lại. Cũng có một số các show đã được mở trở lại rồi. Đa số là private party đúng hay rồi. Là những cái show nhỏ đúng không chị? Thôi. Chứ show mình ngàn khán giả như chị em mình đi trước đây thì chưa có. Không có. Ví dụ như những cái show mà ở những cái chỗ nhỏ nhỏ thì ok. Chứ những cái show mà gây quỹ thì chị nghĩ là chưa. Ít nhất phải là cuối năm nay để cho tất cả mọi người đã được chích hết rồi thì may ra mới được trở lại. Với lại mọi người đi tiệc thì cũng thích là nhảy nhót hát hò thì cũng sẽ là thoải mái hơn. Chứ nếu mà đi tiệc mà lo lắng thì thật sự là cũng chưa ai muốn đi nhiều. Đúng rồi. Nhưng mà nếu mà như vậy thì em hiện giờ em vẫn làm TV 7 ngày. Dạ, em làm từ thứ hai cho tới thứ sáu. Từ thứ hai tới thứ sáu. Dạ. Nhưng mà có một vài lần chị cũng có ở nhà và có xem những cái chương trình của em về đọc những cái tin tức đó. Với thì hiện giờ tin tức có đọc, em có đọc tin tức một thời gian đúng không? Dạ đúng rồi, em cũng có đọc tin tức, rồi bây giờ thì em cũng làm thêm những cái chương trình về home shopping, quảng cáo sản phẩm. Đúng rồi. Nói chung là liên quan tới nghệ thuật là em rất là đam mê. Nhưng mà thật sự ra nếu mà quý vị khán giả mà nhìn thấy Ngô Khải Anh ở ngoài thì thấy là đây là một cậu bé còn rất là trẻ mà cũng có một cái tướng người mảnh khảnh nhỏ nhắn nhưng mà rất là cái tướng rất là nghệ sĩ. Thiệt, tại vì mình ở đây nhiều khi mà mình có điều là đương nhiên là mình không có phải là mình nhỏ bé chứ mình không phải cao to nhưng mà cái quan trọng là cái cách ăn mặc của mình đẹp hay là đáng đứng trên sân khấu thì nó sẽ ra nhìn cái nghệ sĩ hơn vậy thôi. Quan tâm chị thấy em là một người rất là kỹ trong vấn đề quần áo, mỗi lần gặp em lúc nào cũng tươm tất hết. Em nói chung là mình mỗi lần mình lên TV hay là lên show thì lúc nào mình cũng tôn trọng khán giả. Mấy trăm cái áo vest chị cưng? Rẻ lắm chị, em này em may thì đâu hỏi giá rồi mấy trăm trăm bộ rồi. Dạ, em nói chung là cũng nhiều lắm. Nói chung là mỗi lần gặp một, là thấy mà một em có cái tính là thích may đồ mới nữa. Lâu lâu là mình cũng thích may vest mới hay đồ vừa đi diễn và mình cũng lên truyền nhưng hình. Mà đồ này là đồ may. Đồ may em có thiết kế. Dạ có một số bạn thiết kế cho em. Wow. Dạ. Thiết kế ở Việt Nam, dạ, một số bạn hồi xưa học cùng á, bây giờ họ làm mấy cái fashion design, rồi mình lâu lâu thì mình có số đo mình rồi, lâu lâu mình về
Việt Nam thì mình cũng có số đo rồi, nên mỗi lần mà thích cái màu gì hay là kiểu gì mới thì hay bạn hay nói cho mình. Rồi họ gửi trực tiếp gửi qua cho em. Dạ đúng luôn. Rồi, có lúc thì gia đình em thì lâu lâu có ai qua Mỹ hoặc là có thể ship bưu điện nếu mà mình cần gấp. Dạ. Bây giờ cũng dễ lắm chị. Bây giờ ship hay là đúng rồi, gửi mọi qua thứ thì cũng tiện. Với lại may ở Việt Nam cũng giá cả nó cũng vừa phải hợp lý. Dạ. Không, vấn đề đây cũng không phải vấn đề giá cả nữa mà chị nghĩ là ví dụ như bây giờ cái tạng người của mình nó nhỏ bé, chẳng hạn riêng cái nhân con nhắn học cũng vậy. Mình đi vô trong mall mà mình muốn mua một cái bộ đồ nào đó thì nó to quá. Mình muốn cho nó vừa mình mà với cái kiểu mà mình thích thì chỉ có may thôi. Nhiều khi em đi mua vest cũng không có cái size của em. Tại vì nếu mà em mua thì nó lại bị rộng hơn. Đúng rồi. Vì cái người em thì hơi ốm. Nên nhiều khi là mình người Á Đông nữa, nên mình khi không phải cái hãng nào nó cũng sẽ hợp với mình, nên đúng mình rồi. Nhiều khi là mình may cái đồ đi diễn thì nó sẽ hợp hơn. Hợp còn hơn. Mấy cái đồ mà mình đi chơi hay là đi ở nhà hay là mình thì đi mình mua được. Nhà mình mua được thì nó cũng có thể quần jean áo thun rất là dễ mặc, nhưng mà mấy cái đồ đi diễn thì thật sự là cái size mình kiếm hơi khó. Đúng rồi. Dạ, nhưng mà cái đó là lý do mà tại sao ca sĩ không ai giàu được. Làm tiền thì nhiều, nhưng bao nhiêu tiền là đầu tư vô quần áo, quần công áo. Việc, tại vì cái đó cũng là một trong những cái công việc của mình. Dạ đúng rồi. Dạ. Mình ăn mặc chỉnh chu thì lên sân khấu thì mình mới tôn trọng khán giả. Tôn trọng khán giả và với một người khán giả ngồi ở dưới nhìn lên sân khấu, bản thân mình là một nghệ sĩ đúng không em? Mà mình xem một cái tiết mục nào đó mà mình thấy một cái ai đó mặc đồ đẹp mình cũng thích nữa. Dạ đúng rồi. Đúng không? Mình phải chịu thôi chứ giờ sao? Dạ đúng rồi. Nói chung nghệ sĩ là làm đẹp rồi. Dạ. Vừa rồi làm chưa đẹp cho tính đời. Đúng rồi, chưa tính đến những cái project của mình phải bỏ tiền ra tự làm trong những rồi. Cái thời điểm này. Dạ, em cũng là một cái người rất là siêng về những điều đó luôn. Chị thấy em cũng nhiều bài mới lắm, quay liên tục. Em thì cũng nói chung là mỗi năm thì em cũng ráng kiếm một vài những cái bài mới để up lên những cái trang mạng hay là YouTube này kia để cho khán giả cũng nhớ tới mình. Nhưng mà mỗi lần quay như vậy nó có em có khó khăn hoặc là nó có tốn kém nhiều cho những cái bài quay đó không? Thì nói chung là nếu mà mình mua một cái bài mới luôn á thì tùy theo cái nhạc sĩ. Ví dụ như là có nhạc sĩ mới thì nó rẻ hơn, những nhạc sĩ mà có tên tuổi thì mắc hơn chút xíu. Rồi sau đó thì mình hòa âm rồi mình thâu âm. Nói chung là từ một bài hát nó cũng tốn nhiều khâu lắm chị. Giống như là mình từ là mua bài rồi hòa âm rồi mình thâu rồi sau đó là mình nếu mà mình để dạng audio lên á thì mình để trên những cái trang mạng thì người ta có thể nghe audio. Còn nếu mà mình làm MV có tiền đầu tư hơn thì tùy theo khả năng của mình, nếu mà mình có cái MV đó mình muốn đầu tư nhiều thì mình vẽ nhiều cái câu chuyện ra hơn. Còn nếu mà mình làm symbol thì cũng có nhiều cái giá để mà mình quay nhẹ nhàng để cho mình em quay. Thì em làm cũng vừa phải nhẹ nhàng thôi. Dạ đúng rồi. Hầu như là cũng có một số các bạn tự quay cho mình nữa. Dạ đúng rồi. Cũng có một số bạn mà nếu mà giỏi về camera thì họ có thể là tự quay rồi làm ở nhà hay là làm vực symbol đó chị. Em có cái hình như em có một cái cũng có một kênh YouTube riêng của em đúng không? Dạ đúng rồi. Thì em cũng có mỗi kênh YouTube tức là trong cái mùa dịch thì lại có kênh YouTube nhỏ thì em cũng để một số những bài hát cũng như là một số. Nhưng mà có thường xuyên không? Dạ em cũng cũng có cái thời gian mà thời gian này thì lại thời gian vừa rồi lại bị ngưng là do là cái thời dịch nặng lại không đi đâu cả. Nên em là cũng ngừng quay thời gian, nhưng mà sắp tới thì em sẽ quay những cái hoạt động hàng ngày chẳng hạn hoặc là những cái lúc mình đi show em cũng sẽ quay. Thật sự ra chị thấy ai cũng đều có những cái kênh YouTube riêng của mình. Riêng cá nhân chị là một cái người mà phải nói rất là lười biếng, đến giờ phút này chẳng hạn cũng chưa bao giờ có một kênh YouTube nào riêng của chắc mình. Là do là chưa thích làm thôi. Chứ nếu mà chị Ngọc làm em nghĩ rất nhiều cái hay lắm. Tại vì chị Ngọc nói chuyện rất là dễ thương và rất là hay. Nhưng mà cũng hơi mình nói là chắc là không biết là có cần phải là mình phải gặp khán giả thường xuyên. Mà thứ nhất là mình lười, thứ hai nữa là mình nói riết rồi mình không biết nói cái gì. Mà mình nói những cái gì cho nó mới lạ, chứ nếu mà mình cứ nói cùng chung một cái đề tài thì nó đâm ra nó lại nhàm chán quá. Hoặc là chị Ngọc có thể làm giống như là mình đi kia. Đi trường ban khác. Mỗi lần đi show nè. Nhưng mà mỗi lần em làm như vậy là tự em editing lại. Tự em nói chung là edit mình có những cái app mình edit cũng đơn giản thôi. Chứ nếu mà làm cầu kỳ như các anh ở trong đài truyền hình thì mình không có biết làm. Đúng rồi, mình làm sample, mình có thể nối những tức cái này cắt, kia. Mình rồi mình thêm xíu xíu nhạc. Hay là mình làm mấy cái effect nó có sẵn ở trong những cái app ở trong đó. Nên symbol thôi. Đúng Chứ nếu mà làm cầu kỳ chắc phải như mấy bạn mà chuyên nghiệp á thì phải có một cái ekip. Đúng rồi. Nhưng mà cái đó là tự em làm lấy. Tự em làm, em quay.
Rồi nếu mà có bài hát thì thật ra là cái bài hát nó người ta đã làm chỉnh hình MV thì bài hát thì nó chỉnh chu, còn những cái mà hoạt động hàng ngày thì giống như quay mình đi ăn uống hay là này kia mình bỏ lên thêm cho nó vui. Dạ đúng rồi. Với lại cũng có một số khán giả rất là thích để xem được những cái sinh hoạt của các nghệ sĩ đời thường bình thường nó như thế nào. Em cũng rất là thích xem. Nhất là cái gì mà liên quan tới nghệ sĩ là em sẽ thích coi. Là cũng thích, nó vui, nó cũng là vui nữa. Như vậy ví dụ như là những cái show như vậy đi. Không, từ bé là thích rồi, thích là xem những cái chương trình và phỏng vấn nghệ sĩ rồi coi những gì liên quan đến nghệ sĩ là em rất là đam mê. Cảm ơn em rất là nhiều đã lên đây để chia sẻ và gặp gỡ khán giả của SBTN. Bây giờ thì Giang Ngọc xin phép quý vị để được ngừng ở đây một chút xíu, gửi tới quý vị khán giả một số ít những tin tức thương mại, và khi trở lại chúng ta sẽ tiếp tục tâm tình cùng với ca sĩ Ngô Khải Anh.